Khoảng 10 ngày sau khi vụ ẩu đả xảy ra ở gian phòng tắm và sức khỏe của Hợp cũng đã hồi phục, Hải Vân rủ Hợp ra ngoài trại đi xem cho biết Hồng Kông. Hải Vân đã ở trong trại Khải Tắc Đông được gần 2 tháng rồi mà chưa biết mặt mũi Cửu Long, Hương Cảng ra làm sao. Những người ở trong trại trước Hải Vân ra vào thành phố mua sắm, vui chơi thường xuyên. Có nhiều người đã xin được việc làm trong những hãng may hoặc đóng gói giày dép. Hải Vân đã hỏi dò đường đi nước bước rõ ràng. 6 giờ sáng, trại mở cửa. Hợp và Hải Vân ra khỏi trại đón xe buýt để đi về thăm Thủy Bộ. Nghe nói ở đây là nơi có nhiều hàng quán nhất. Thức ăn, nước uống thì rất đa dạng. Hầu như các món ăn Âu Á trên thế giới đều có mặt tại vùng Thâm Thủy Bộ. Ngồi trên chiếc xe buýt 2 tầng, cao nghệo nhìn xuống đường phố của Cửu Long Thành, Hải Vân thấy thành phố thật sầm uất, muôn sắc, muôn màu, người xe tấp nập. Những điều đặc biệt đập ngay vào mắt Hải Vân là ở Hồng Kông, người ta lái xe bên phía tay trái, khác hẳn với Việt Nam. Người dân đổ bộ ra đường thì đông nghẹt, tưởng như đang có cuộc biểu tình. Đứng lơ ngơ giữa lòng phố xá, không cần bước đi, nhưng một lát sau, người ta cũng sẽ bị đoàn người đi bộ san sát nhau, đẩy tới cả đoạn đường, lúc nào không hay không biết. Hợp và Hải Vân vào một quán mì. Họ gọi 2 tô mì hoàn thánh, mỗi tô khoảng 5 đồng tiền Hồng Kông. Tô mì bốc khói nóng hổi, thơm phức. Đây là lần đầu tiên Hải Vân ăn thấy rất ngon miệng kể từ ngày rời thành phố Đà Nẵng thân yêu. Ăn uống xong, hai người đến bến phà Tiêm Sa Chúy, bắt phà sang Hương Cảng. Bán đảo Cửu Long và Hương Cảng cách nhau cái vịnh Victoria. Người dân có thể qua lại bằng xe hơi, xe buýt hoặc bằng phà. Hợp rủ Hải Vân đi phà để ngắm cảnh trời trăng mây nước và để so sánh cái cảm giác lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ xíu chở 34 người ở giữa đại dương mênh mông không bờ bến và cái cảm giác đứng trên chiếc phà 2 tầng rộng lớn chở gần 500 hành khách từ từ rẽ sóng lướt đi êm ả trên một hải cảng lớn nhất nhì thế giới, và chung quanh là nước xanh, núi biếc với những cao ốc chọc trời. Đến Hương Cảng, Hợp và Hải Vân đón thêm một chuyến xe buýt nữa để đến công viên Hải Dương, Ocean Park. Đây là một khu giải trí nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Công viên Hải Dương là một sở thú nước gồm hàng trăm loại cá đủ màu sắc, biểu diễn nhiều trò rất ngoạn mục. Công viên này lớn gấp mấy lần Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn. Hải Vân say mê ngắm những chú cá bơi lội trong cái hồ nước khổng lồ ở công viên Hải Dương, rồi cứ chố mắt nhìn ngắm phố phường, xe cộ, cao ốc. Hai người vui chơi đến tối mới bắt đầu trở về trại. Cửu Long vào ban đêm nhộn nhịp xô bồ bao nhiêu thì Hương Cảng êm đềm yên tĩnh bấy nhiêu. Cửu Long thời xưa nổi tiếng là một khu ổ chuột, dân cư nghèo nàn, đường phố chật hẹp, ngày đêm buôn bán tấp nập, và cho đến bây giờ Cửu Long vẫn còn duy trì những sinh hoạt về đêm như ăn chơi, mua sắm, giải trí, rất náo nhiệt. Còn bên Hương Cảng là một trung tâm thương mại hành chánh, đa số là những cao ốc của các đại công ty và là miền đất của những người giàu có, cho nên càng về đêm càng yên tĩnh hơn. Hết phần 3. Giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho bạn bè. Lệ
khóc cho mẹ già, lệ khóc cho người tình ở lại quê hương. Lời cuối xia tay nhau, lời cuối khóc bên nhau, lời cuối sao nghẹn ngào. Còn đó bao đoạn đường, còn đó bao cuộc tình bỏ lại sau lưng. Phần 4, chương 1, Ngọa Hổ Tàng Long. Gần 11 giờ đêm khuya, khi trại sắp đóng cửa, Hợp và Hải Vân mới về tới nơi. Vừa vào cổng, chưa được bao xa, thì bộ ba bảy thẹo nấp ở đâu đó bất ngờ nhảy ra vây Hợp và Hải Vân. Dũng Nghệ và Hùng Lũi cầm đoàn sắt nhọn nhịp nhịp trong tay. Vũ khí của bảy thẹo là một nhị khúc côn, tức là hai thanh sắt ngắn được nối với nhau bằng một sợi dây xích ngắn. Đêm khuya, mọi người đã vào chòi ngủ hết. Cả trại vắng lặng như tờ. Quả là thời cơ tốt để tụi bảy thẹo ra tay. Hải Vân sợ hãi nép sát sau lưng Hợp. Hợp lên tiếng: "Các cậu lại muốn gì đây?" Bảy thẹo, Dũng Nghệ và Hùng Lũi cười ha ha, hô hô. Rồi bảy thẹo ngân ngang đáp: "Bố mày chỉ muốn cô em xinh đẹp này thôi. Mày có khôn hồn thì cút xéo vào buồng mà ngủ. Đừng mong làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa nhé." Nói đoạn, bảy thẹo múa nhị côn vèo vèo để thị uy, chẳng khác chi Lý Tử Long trong mấy phim võ hiệp. Hợp vẫn bình tĩnh gằn giọng: "Nếu tôi nói không thì sao?" Bảy thẹo thu côn lại, kẹp dưới nách, rồi liếc mắt ra hiệu cho hai đứa đàn em Dũng Nghệ và Hùng Lũi sàng qua sàng lại mấy đường, rồi xông vào tấn công Hợp. Hải Vân hốt hoảng nghĩ thầm: lần này cũng như lần trước, không những Hợp sẽ bị đánh đến bầm mình bầm mẩy, mà còn có thể bị thương trầm trọng hơn. Chỉ cần hai đoạn sắt nhọn của tụi nó đâm vào thì... Hải Vân chưa kịp suy nghĩ hết ý, bỗng keng keng, tiếng hai thanh sắt rơi xuống nền xi măng vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Dũng Nghệ và Hùng Lũi vừa toan đâm đoạn sắt vào người Hợp thì nhanh hơn chớp, bàn tay phải của Hợp như một lưỡi dao đưa ra và chém nhanh xuống cổ tay của Hùng Lũi, làm hắn cảm thấy cả cánh tay tê điếng. Đoạn sắt không chân mà đã nhảy ra khỏi lòng bàn tay từ lúc nào. Xoay mình xéo qua phía Dũng Nghệ, Hợp phóng ra một cước từ dưới lên, hất thanh sắt của Dũng Nghệ văng ra xa. Trong tích tắc, chỉ với một quyền, một cước, Hợp đã làm cho bộ ba bảy thẹo và cả Hải Vân trố mắt kinh ngạc. Bảy thẹo múa côn lao tới, đoạn côn của hắn chỉ còn cách Hợp trong gang tấc. Tay trái Hợp vung ra, chộp lấy khúc côn, kéo cả người lẫn côn của bảy thẹo tới sát, rồi tay phải tung ra một quyền. Mu bàn tay của Hợp vừa chạm đến sống mũi và trán của bảy thẹo, thì bảy thẹo đã thấy cả mấy chục con đom đóm từ trong mắt bay ra. Hắn loạn choạng thối lui hai bước. Tuy trúng đòn, nhưng bảy thẹo cũng rất gan lì, không hề nao núng. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh côn, sấn tới, quất mạnh vào mặt của Hợp. Hợp xoay người né tránh, và tiện chân phóng cước đá vào dưới cằm của bảy thẹo. Bảy thẹo ăn trọn một quyền và hứng trọn một cước, người nhũn ra, ngã ngửa về phía sau. Côn nằm một nơi, người nằm một nẻo. Hai đứa đàn em chạy tới đỡ hai bên. Cả ba bỏ lại vũ khí, lùi nhanh vào bóng đêm. Hợp quay lại gọi Hải Vân:
mình về thôi. Hải Vân vẫn còn đứng sững vì ngạc nhiên quá đỗi. Chú đánh giỏi như vậy mà tại sao hôm đó? Hợp cười, vừa đi vừa giải thích. Ngày xưa chú có theo thầy học karate một thời gian và chú vẫn khổ luyện thường xuyên. Tụi lưu manh bậy thẹo chỉ có mấy món võ sơ sài, không đánh lại chú đâu. Nhưng chú không muốn gây chuyện lớn, không muốn tụi nó biết là chú có võ. Thôi, nhịn được thì nhịn, nhưng không ngờ tụi nó làm tới, cho nên tối nay chú phải cho tụi nó một bài học. Hơn nữa, đứa nào cũng có vũ khí trong tay, không đánh trả, chỉ có nước toi mạng thôi. À, hay quá! Chú kể chuyện xưa cho Hải Vân nghe với. Vậy Hải Vân muốn nghe chuyện gì? Dạ, thì chuyện chú học võ nè, chuyện đời xưa của chú nè. Hợp cười hiền, ánh mắt thoáng lộ nét suy tư buồn bã. Rồi với một giọng trầm trầm, chàng kể. Thầy chú là người Nhật. Ông là một sĩ quan của quân đội Hoàng gia Nhật. Sau đệ nhị thế chiến, ông ở lại Việt Nam sinh sống như người Việt. Ông lấy tên Việt là Phan Văn Phúc và nói được tiếng Việt lơ lớ. Năm 1963, thì thầy đã mở ra một võ đường ở dưới chân cầu Đông Ba trong thành phố Huế, lấy tên là Linh Trường Không Thủ Đạo, tiếng Nhật là Suyuko Karate Do. Suyuko là chữ được ghép từ tên và họ của thầy, Suyuki Koji. Suyuko có nghĩa là một khát vọng lưu truyền sự nghiệp dài lâu, như cái tiếng chuông ngân xa vậy. Thầy là người đã mang môn võ karate vào nước mình. Chú là một trong những học trò của khóa thứ nhất. Ngoài dạy võ ra, thầy rất chú trọng đến việc dạy lễ và tâm. Mặc dù karate không có đòn tấn công và chỉ có đòn thủ, nhưng mỗi quyền, mỗi cước đánh ra rất mạnh bạo, có thể hạ gục đối thủ ngay lập tức. Vì vậy, chú không bao giờ muốn ra tay nếu không cần thiết. À, hèn chi, hôm đó chú cứ đứng chịu đòn, làm Hải Vân lo chết đi được. Hợp cười giòn. Hải Vân hỏi tiếp. Rồi sao nữa chú? Thì hồi đó chú còn là sinh viên Đại học Huế, vừa học chữ vừa học võ. Đến khi chú ra trường và cũng vừa lên được huyền đai đệ tứ đẳng, thì chú phải vào quân ngũ. Tháng 4 năm 75, miền Nam thất thủ, thầy bị giam tới 20 tháng. Sau đó thầy được tòa đại sứ Nhật can thiệp và được thả về Nhật. Hải Vân hỏi tiếp. Còn năm 75 thì chú ra sao? Hợp cười mỉa mai. Thì chú cũng như bao nhiêu đồng đội khác, cuốn gói vào trại cải tạo để được cải tạo tư tưởng chứ sao. Chú bị nhốt ở trại Suối Máu, tức là trại tù Tân Hiệp ở Biên Hòa, hết 3 năm. Hợp ngưng một lát như để quay lại khúc phim dĩ vãng, rồi giọng hơi nghẹn nghẹn, chàng kể tiếp. Dường như những chuyện quan trọng nhất trong đời của chú đều xảy ra vào dịp Tết. Người yêu đầu đời của chú đã bị tử nạn trong trận Tết Mậu Thân ở Huế. Tại trại tù Suối Máu, chú đã vượt ngục vào đêm 30 Tết. Rồi chuyến vượt biên này cũng lại đúng vào đêm giao thừa. Hải Vân rơm rớm nước mắt. Ô, chú vượt ngục có thành công không? Có thành công.
Chú là một trong những con cọp biển của sư đoàn cọp biển thủ quân lục chiến. Ngày trước, các đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú tại khu rừng phía tây bắc của thị xã Thủ Đức, giáp với Biên Hòa. Hơn nữa, ngay tại đây, sư đoàn cọp biển tụi chú đã từng tham dự một trận đánh rất hào hùng vào năm 68. Máu địch phải nói là chảy thành suối, cho nên mới có cái tên là suối máu. Vì vậy, khi chú bị giam vào trại tù này, chú cảm thấy như đó là một định mệnh. Mảnh đất rất quen thuộc mà mình và các anh em cọp biển đã từng tung hoành. Cho nên, chú đã quyết định vượt ngục và tin chắc sẽ thoát ra được ngoài. Hải Vân tròn xoe mắt, tỏ vẻ hâm mộ. Rồi sau đó thì sao hả chú? À, sau đó chú thay tên, đổi họ. Chú về Bà Rịa, trốn tránh một thời gian và chạy được giấy tờ giả. Sau đó, chú cầm giấy chứng minh nhân dân giả trở về cố đô Huế, là nơi chôn nhau cách trốn của chú. Nhưng cuộc sống ở Huế lúc bấy giờ quá khó khăn đi, nên chú lại vào Đà Nẵng. Chú mua được một cái máy ảnh cũ và từ đó đi chụp hình cho mấy bộ đội trên miền núi để tạm sống qua ngày. Hợp kể tới đây thì hai người cũng vừa rảo bước về đến khu phòng của họ. Nàng như vẫn còn muốn nghe thêm câu chuyện của chàng cọp biển năm nào. Nhưng đêm đã quá khuya, Hải Vân đành chào Hợp tạm biệt. Hợp nói nhỏ: "Cảm ơn Hải Vân, hôm nay chú có một ngày rất vui, rất đẹp." Hải Vân chúm chím cười, miệng như đóa hàm tiếu. "Dạ, Hải Vân cũng vậy." Nói rồi, nàng chạy vụt vào trong. Ngọn đèn le lói trước căn chòi tôn không đủ sáng để Hợp thấy được đôi má hồng vừa ửng đỏ của người con gái miền duyên hải. Chương 2: Võ đường giả chiến. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhó lên, tỏa những tia nắng ban mai ấm áp xuống toàn khu trại, thì bộ ba bảy thẹo lại xuất hiện. Đêm hôm qua, tụi nó bị trúng quyền, trúng cước của Hợp, mà sáng nay mặt mày đứa nào cũng tươi tỉnh, dường như chẳng đứa nào bị thương tích gì cả. Số là đêm qua, Hợp chỉ muốn cho tụi bảy thẹo một bài học, chứ không có ý đánh chúng bị thương. Cho nên Hợp không dùng nhiều lực, chỉ dùng một ít nội lực đánh rớt vũ khí để cảnh cáo mà thôi. Tụi bảy thẹo đi tới đi lui trước khu phòng của Hợp và Hải Vân, ra chiều rất nôn nao. Mọi người, kẻ ra người vào, làm công việc buổi sáng mà cứ phập phồng lo sợ tụi này kiếm chuyện gây hấn. Một lát sau, Hợp từ bên ngoài trở về, thoáng thấy bóng Hợp, bộ ba bảy thẹo chạy nhanh tới, rồi bất chợt quỳ gối xuống đất, ngồi trên hai gót chân và hai tay khoanh lại đặt lên đùi như cách bái tổ của người Nhật Bản. Rồi cả ba đồng thanh lên tiếng: "Xin sư phụ nhận chúng con làm đệ tử." Hợp khựng lại một tí rồi cười thầm: "Có lẽ tụi này đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá nên bị lậm rồi." Chàng nói: "Tôi có gì để dạy cho các cậu đâu." Nét mặt tụi bảy thẹo có vẻ thành khẩn: "Chúng con muốn bái sư học võ công." Mọi người đi ngang đứng lại xì xầm, mỗi người một câu: "Ủa, cậu Hợp biết võ à? Chẳng lẽ chú Hợp có võ công sao?" "Em cũng muốn học võ." "Em cũng muốn luôn."
Anh Hợp ơi, mở lớp dạy võ đi anh. Học vài chiêu cường thân kiện thể. Đúng rồi, biết chút võ phòng thân cũng tốt. Chú Tư chủ ghe từ trong bước ra, vỗ tay nói lớn. Hay quá, tôi sẽ cho hai đứa con trai của tôi ghi danh ngay lập tức. Hải Vân cũng từ chỗ giặt quần áo trở về, nói thêm vào. Chú Hợp, chú nhận lời mọi người đi, Hải Vân cũng muốn học karate. Nãy giờ mọi người xôn xao, không để ý đến bộ ba bảy thẹo. Tụi nó vẫn quỳ ở đó chờ đợi. Hợp tiến đến gần, cúi xuống, nâng tay tụi nó đứng lên. Thôi được rồi, các cậu đứng dậy đi. Hôm nay, để mọi người chuẩn bị tinh thần. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, tiếng bàn tán lao xao cả trại. Võ đường giã chiến là một khoảng sân nằm phía đông của khu trại, nơi Hợp đang ở. Sáng sớm hôm sau, một nhóm thanh niên, thiếu nữ, gần 30 em đã đứng đầy sân. Hợp bắt đầu buổi dạy với câu: môn võ karate do có nghĩa là không thủ đạo, bắt đầu bằng chữ lễ và kết thúc cũng bằng chữ lễ. Nói tới đây, tự nhiên Hợp thấy hình ảnh của người thầy khả kính đang ngồi quỳ gối, và trước mặt thầy là những môn sinh cũng đang ngồi quỳ gối lắng nghe những lời tâm huyết của thầy. Bất giác, Hợp lặp lại những lời thầy đã dạy khi mới nhập môn. Khác với sự dự đoán của mọi người, buổi học võ đầu tiên lại là buổi học về đạo, võ đạo và chữ lễ qua các nghi thức chào và ý nghĩa sâu sắc của nó. Hợp hướng dẫn các em những phương cách chào trong không thủ đạo, như cách chào truyền thống, chào đứng, chào ngồi, chào vào, chào ra, chào thầy, chào huynh đệ đồng môn, chào trước và sau mỗi buổi tập, chào trước khi giao đấu, vân vân. Chàng hy vọng với tháng ngày ngắn ngủi trong trại, chàng có thể rèn luyện cho những thanh niên đầy triển vọng này một tinh thần võ sĩ đạo đúng nghĩa. Đêm dài lê thê, bước chân ai nghe nào nề. Đêm vô tình đi về, một linh hồn lặng lẽ. Có một dòng sông trôi mênh mông như dòng đời. Có những buổi chiều lòng chợt thấy quạnh hiu. Thấm thoát, nhóm của Hải Vân ở trong trại tị nạn đã được 3 tháng. Để qua ngày, Hải Vân tự nguyện đến văn phòng của Hội Thánh Tin Lành giúp vài việc lặt vặt, và cũng như một cơ duyên, nàng đã được giáo hội bảo trợ để đi định cư tại Úc. Hợp nộp đơn theo diện cựu quân nhân và chọn Hoa Kỳ, một mảnh đất đầy cơ hội cho những người đã hơn nửa đời dang dở với hai bàn tay trắng muốn làm lại cuộc đời. Những người tị nạn không có thân nhân ở ngoại quốc bảo lãnh, không có hội từ thiện bảo trợ, mà cũng chẳng thuộc vào diện ưu tiên nào, thì chỉ có nước nộp đơn rồi ngồi chờ may mắn đến. Chờ đợi một đệ tam quốc gia nào đó mở rộng vòng tay đón nhận. Nếu sau một thời gian, khoảng hơn một năm mà không có nước nào nhận, thì Hoa Kỳ sẽ ra tay nghĩa hiệp, hốt hết theo diện nhân đạo, mà người tị nạn gọi là diện hốt rác. Người tị nạn gồm đủ mọi thành phần,
từ dân trí thức đến kẻ thất học, từ bộ đội miền Bắc đến cựu quân nhân miền Nam, từ công chức đến thương gia, từ người hiền lành đến đám du đảng. Người Việt gốc Hoa cũng khá đông, và người Hoa chính gốc cũng kéo đến Hồng Kông không ít. Những người Hoa ở bên đại lục nhân cơ hội vượt biên sang và mạo danh người Việt, nhưng đã bị lật tẩy ngay từ đầu và bị tống về lại Trung Quốc. Có một số người ra ngoài thành phố làm việc, rồi quen được với người Hồng Kông, tâm đầu ý hợp. Sau đó họ đã chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai. Còn đại đa số thì nộp đơn chờ xin định cư ở một đệ tam quốc gia. Kể từ ngày mở võ đường, buổi sáng Hợp dạy võ, buổi chiều chàng dạy anh văn, giúp một số người trong trại có thêm chút vốn liếng tiếng Anh ngữ. Hải Vân thì sáng sáng theo Hợp học võ, chiều chiều đến học anh văn, và một tuần vài lần ghé qua hội thánh Tin Lành. Lúc đó đã sang tháng 5, thời tiết ấm hơn hồi nhóm Hải Vân đặt chân lên bờ. Những hạt nắng lung linh nhảy múa trên sân sưởi ấm cho những tâm hồn tị nạn cô đơn, lạc lõng trên miền đất tạm dung. Thỉnh thoảng có một vài trận mưa đổ ào xuống, mưa gội sạch bụi trần và cũng tạm cuốn trôi đi những lo âu, trăn trở của người tị nạn. Bởi vì sau mỗi cơn mưa là một chân trời hồng hiện ra, hứa hẹn một miền đất mới. Tháng 5 ở Hồng Kông vẫn còn là mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của sắc màu rực rỡ, mùa của cây trái đơm bông, mùa của những cặp tình nhân kết nụ. Một đêm nọ, bầu trời trong veo, không gợn áng mây, ánh trăng 16 đậm đà quyến rũ. Gió nhẹ nhẹ mang mùi biển cả của cảng thơm tỏa ngát một vùng. Hợp cùng Hải Vân ngồi trong khuôn viên của võ đường uống trà, thượng trăng. Đêm về khuya, trăng lên cao, chiếu sáng một khoảng sân. Bỗng nhiên, Hợp nắm tay của Hải Vân, rồi đặt vào tay nàng một tấm giấy gấp làm tư. Tim Hải Vân đập mạnh, Hợp điềm nhiên nói: "Hải Vân, đọc đi." Rồi chàng dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc. Một thoáng hồi hộp trôi qua, đợi trái tim lấy lại nhịp đập bình thường, Hải Vân mới dám mở tờ giấy ra đọc dưới ánh trăng. "Thuở ấy em chào đời, anh là người lính trận, dừng chân bốn phương trời, nên duyên tình lận đận. Em cắp sách đến trường, anh say trời bom đạn. Em đuổi bướm bên đường, anh ôm tình uống cạn. Đời chiến binh qua mau, khói lửa liệm thương đau. Anh gông tù ngạo nghễ, em chớm xõa tóc thề. Anh lên tàu vội vã, từ giã quê hương mình, theo dòng đời nghiệt ngã. Em bỏ trốn điêu linh, nơi đất khách xa vời, gặp nhau đã muộn rồi." Hải Vân, chú không phải là thi sĩ, nhưng hy vọng bài thơ trên diễn tả được một phần nào hoàn cảnh của chú và Hải Vân. Tháng ngày mình sinh hoạt chung với nhau trong trại tị nạn này đã mang lại cho chú một niềm vui không ngờ đến. Những săn sóc chu đáo, những lo lắng tận tình, những lời nói ân cần, tất cả những điều đó từ Hải Vân đã mang lại cho chú nhiều đêm dài thao thức, chờ mong, hy vọng, vui buồn bất phân. Có phải tại chú
đã yêu rồi chăng? Hải Vân chỉ mới bắt đầu bước vào đường đời, nhưng chú thì đã đi hết nửa đoạn đường đời. Có phải đã muộn rồi không, Hải Vân? Hải Vân yên lặng đọc đi, đọc lại lá thư. Tâm hồn nàng xao xuyến, trái tim nàng nhảy múa rộn ràng. Niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ. Nàng vốn đã yêu Hợp từ lâu, từ lúc nào nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết nàng đang yêu trong câm lặng, và cứ ngỡ mối tình của nàng cũng như bao mối tình khác trong những quyển tiểu thuyết mà nàng đã đọc. Yêu thầm, yêu đơn phương, yêu không đúng đối tượng, yêu không phân biệt tuổi tác, yêu cuồng, yêu để rồi cuối cùng phải mang mối tình tuyệt vọng gửi vào biển cả nhờ sóng cuốn ra khơi. Nhưng không ngờ, đêm nay Hải Vân thấy ánh nguyệt đẹp tuyệt vời, và dường như chị Hằng đang nhìn xuống mỉm cười, chia sẻ niềm vui với nàng. Chú, bài thơ hay lắm, nhưng đoạn cuối còn dở dang. Hải Vân làm tiếp ngang. Nói xong, Hải Vân đọc luôn mấy câu thơ vừa nghĩ ra trong đầu. Nơi đất khách xa vời, gặp nhau giữa đoạn đời, tình ta chưa hề muộn, dạt dào từ biển khơi. Hợp cười lớn, cha, ứng khẩu thành thơ, giỏi, giỏi. Hải Vân cũng cười tươi. Hợp quay qua, bẹo bẹo đôi má của Hải Vân rồi nói, vậy là mình đã hiểu lòng nhau rồi nhé. Vậy từ nay, hãy gọi chú bằng anh, và đừng gọi anh bằng chú nữa, nghe không? Hải Vân tựa đầu vào vai Hợp, dạ nhỏ nhẹ. Nàng nguyệt nghiêng nghiêng bóng, rồi khuất sau trên núi, trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân vừa kết một nụ tình. Đám cưới của Hợp và Hải Vân diễn ra đơn sơ nhưng thật vui nhộn. Hợp mặc chiếc quần tây đen và áo sơ mi xanh màu của đại dương. Hải Vân trong bộ áo dài hồng màu của chân trời mới. Bộ áo dài do một người Việt mà Hải Vân quen biết được khi đi dạo chơi ở khu chợ trời Thâm Thủy Bộ gửi tặng. Tuy Hợp và Hải Vân cách nhau 20 tuổi, nhưng họ nhìn thật xứng đôi. Chàng phong sương vững chãi như một ngọn núi, nàng yêu kiều dịu dàng tựa một dòng sông. Họ không có nhẫn cưới, mà chỉ có hai sợi dây chuyền trao nhau để làm tín vật. Hải Vân đeo cho Hợp sợi dây chuyền nàng đã giấu trong lưng quần mang từ Việt Nam sang. Hợp choàng vào cổ Hải Vân một sợi dây bi có mặt là đầu của một viên đạn đã ghim vào đùi của Hợp trong một lần hành quân năm xưa. Những người ở cùng khu của Hợp và Hải Vân tình nguyện nấu thức ăn, mỗi người mang đến một phần nhỏ để cùng chia vui. Bộ ba bảy thẹo từ ngày nhập môn học võ đã cải tà quy chánh. Hôm nay cả ba hớn hở diện những bộ đồ tươm tất nhất để làm phụ rể. Ca sĩ nhà rất đông, cùng nhau ca hát để chúc mừng và chúc lành cho đôi uyên ương. Ngày tan dần, chiều đi quá nhanh, nỗi nhớ mong em vây phất trong chiều vàng. Chiều buồn phiền khi bóng đêm vây quanh, nỗi nhớ mong em, nỗi nhớ không tên. Sau lễ cưới, Hợp bổ túc hồ sơ để xin cho Hải Vân được cùng sang Mỹ với chàng.
6 tháng sau, kể từ ngày đặt chân lên Hồng Kông, vợ chồng Hợp và Hải Vân đã được đến Hoa Kỳ, một miền đất của tự do và của cơ hội. Cuộc đổi đời lần thứ hai của Hải Vân cũng tràn ngập những giọt nước mắt, nhưng đó là những dòng lệ hạnh phúc. Hải Vân tựa vào lòng Hợp, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Tà dương trên bãi biển Laguna Beach thật đẹp. Nàng thả hồn đi xa hơn, để về bên kia bờ đại dương, nơi có dì Hải Yên đang mong mỏi, ngóng trông, đợi chờ. Tác giả Huyền Tôn Nữ Bảo Bình, viết ngày 24 tháng 1 năm 2016.
đâu anh. Mỗi trái tim xanh em đã trao về người, đời màu hồng khi có em bên anh. Hãy đến bên em, nhớ nhà anh yêu. Có ngày mình em cô đơn, nước mắt em rơi khi nhớ thương tình về. Này người tình, nếu biết em trong mong, hãy đến bên nhau. Tình ơi, này người tình, nếu biết em trong mong, hãy đến bên nhau. Tình ơi, này người tình, nếu biết em trong mong, hãy đem bên nhau.